quần áo kết hợp bàn làm việc trong những năm gần đây đã không còn xa lạ đối với nhiều gia đình Việt, đặc biệt là những gia đình có không gian sống nhỏ hẹp như là nhà phố hay các căn chung cư tại những khu đô thị lớn. Mời các bạn cùng blog Nội thất đẹp đi tìm hiểu về tủ quần áo kết hợp bàn làm việc cho phòng nhỏ và những mẫu tủ quần áo đẹp nhất hiện nay bạn nhé. Tại sao nên mua tủ quần áo kết hợp bàn làm việc cho phòng nhỏ? Như chúng ta đã biết, tủ quần áo là món đồ nội thất không thể thiếu cho phòng ngủ của mỗi gia đình. Loại tủ nhỏ nhất ở trên thị trường hiện nay không phải rộng 60cm và cao 120cm. Tuy nhiên, nếu phòng của bạn có diện tích nhỏ hẹp thì chiếc tủ nhỏ này cũng đã chiếm một phần diện tích của căn phòng rồi, và việc kê thêm một bộ bàn ghế nữa vào không gian này thì sẽ rất chật chội, phải không nào? Và tủ quần áo kết hợp bàn làm việc chính là một lựa chọn tối ưu, thông minh nhất cho gia chủ để tiết kiệm không gian, tạo không gian cho những hoạt động khác. Nếu diện tích căn phòng của bạn thuộc dạng nhỏ hoặc là vừa thì có thể chọn mẫu tủ quần áo kết hợp bàn học hoặc là bàn làm việc có 2 hoặc là 3 cánh cửa. Nếu căn phòng của bạn rất nhỏ thì nên chọn mẫu tủ quần áo kết hợp bàn làm việc có dạng cửa lùa hoặc là tủ âm tường để tiết kiệm diện tích một cách tối ưu nhất nha. Những lưu ý khi mua tủ quần áo kết hợp bàn làm việc. Khi chọn mua tủ quần áo kết hợp bàn làm việc, bạn cũng cần lưu ý những điều sau đây. Thứ nhất, nên chọn những gam màu nhẹ nhàng, tươi sáng để tạo cảm giác nhẹ nhàng, hài hòa hơn. Đây là lưu ý quan trọng khi mua tủ quần áo kết hợp bàn làm việc cho phòng nhỏ. Thứ hai, đối với những căn phòng nhỏ thì việc tối đa điểm lấy sáng và không khí là điều rất là cần thiết. Vì vậy, không nên đặt tủ quần áo ở những vị trí cản trở ánh sáng, khoảng thông gió. Nếu không sẽ khiến căn phòng trở nên bí bách, ngột ngạt hơn, gây cảm giác khó chịu và bực bội. Thứ ba, theo như phong thủy thì không nên chọn tủ quần áo có hoa văn, họa tiết cầu kỳ, nhiều mũi nhọn, góc cạnh vì sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe gia chủ. Bên cạnh đó cũng sẽ gây tai nạn ngoài ý muốn khi sử dụng. Thứ tư, vì là phòng nhỏ nên thường tủ quần áo sẽ được đặt đối diện với giường ngủ. Vì vậy lưu ý không nên để sử dụng cửa tủ lắp gương soi ở bên ngoài. Nếu gương chiếu thẳng vào giường sẽ gây khó chịu và ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe, tinh thần của bạn đấy nhá. 10 mẫu tủ quần áo kết hợp bàn làm việc cho phòng ngủ. 1. Tủ quần áo kết hợp bàn làm việc đơn giản. Đây là mẫu tủ quần áo kết hợp bàn làm việc tối giản, kết hợp cùng màu sắc trẻ trung. Bàn làm việc có thể gắn liền trong tủ áo hoặc là liên kết với một phần nào đó trên tủ, tùy vào sở thích và cách thức mà bạn muốn sử dụng. 2. Tủ quần áo kết hợp bàn làm việc có hộc kéo. Tủ quần áo kết hợp bàn làm việc có ngăn kéo là một thiết kế tiện lợi dành cho bạn đấy. Các chi tiết hộc tủ, ngăn kéo vừa giống như những hình khối để trang trí, lại vừa là nơi bạn cất giữ tài liệu, đồ dùng phục vụ cho công việc. Không những đẹp mắt, lại còn vô cùng tiện lợi, phải không nào? 3. Tủ quần áo kết hợp bàn làm việc sử dụng như bàn trang điểm. Mẫu tủ này cũng có rất nhiều tiện ích đấy nhá. Bạn có thể sử dụng gương gắn lên tường hoặc là gương gập ở trên mặt bàn. Chiếc gương như một vật dụng trang trí giúp tủ quần áo kết hợp bàn làm việc trở nên thu hút hơn. Khi không sử dụng đến, bạn có thể gập mặt gương xuống là đã có ngay một chiếc bàn làm việc đúng chuẩn rồi đó. 4. Tủ quần áo kết hợp bàn làm việc và giường ngủ. Phòng ngủ của bạn sẽ trở nên vô cùng gọn gàng khi cả tủ quần áo, bàn làm việc và giường ngủ được kết hợp lại thành một. Căn phòng của bạn sẽ tiết kiệm được diện tích vô cùng đáng kể. Nếu bạn là người thích sự đơn giản thì đây cũng là mẫu đồ nội thất vô cùng phù hợp. 5. Tủ quần áo kết hợp bàn làm việc tựa tường. Vẫn là thiết kế với kích thước tiêu chuẩn của tủ quần áo và còn làm sát hai bên vách tường của căn phòng, nên đôi khi nhiều người hay nhầm lẫn cho rằng đây cũng là thiết kế tủ âm tường. Tuy nhiên, mục đích của ý tưởng thiết kế tủ quần áo kết hợp bàn làm việc này để tạo sự hoành tráng và rộng rãi cho việc lưu trữ. 6. Tủ quần áo kết hợp bàn làm việc âm tường. Đây là lựa chọn tuyệt vời cho những căn phòng nhỏ hẹp nhờ cách thiết kế giúp bạn có thể tận dụng được khoảng trống tại những hộc tường nhằm tiết kiệm không gian. Không chỉ tiết kiệm được diện tích mà còn khiến căn phòng càng trở nên sang trọng và đẹp đẽ hơn. 7. Tủ quần áo đa năng 3-trong-1. Một mẫu tủ quần áo kết hợp bàn làm việc rất đặc trưng cho phòng nhỏ chính là thiết kế với 3 chức năng: lưu trữ, làm việc và trang điểm. Bên cạnh đó vẫn cũng có thể thiết kế thêm một kệ trưng bày, các vật dụng trang trí ngay gần khu vực bàn để không gian phòng ngủ thêm sinh động và bắt mắt hơn nha. 8. Tủ quần áo kết hợp bàn làm việc dạng mở. Đây là loại tủ quần áo được sử dụng phổ biến nhất hiện nay bởi màu sắc và mẫu mã của chúng rất là đa dạng. Tuy nhiên, cần có không gian tương đối để mở cửa tủ không bị vướng nên sẽ phù hợp với những căn phòng có diện tích không quá nhỏ. Bạn có thể chọn loại tủ có kiếng ở bên trong để thuận tiện khi phối đồ bạn nhé. 9. Tủ quần áo kết hợp bàn làm việc kiểu cửa lùa. Tủ quần áo kết hợp bàn làm việc cửa lùa cũng là một phương pháp giúp tiết kiệm tối đa không gian phòng ngủ đấy nhé. Khi sử dụng, bạn chỉ cần kéo cửa sang trái hoặc là sang phải, không gây vướng hay là chiếm không gian như là tủ quần áo thông thường, mà lại tích hợp thêm chiếc bàn làm việc vô cùng tiện lợi.
10. Tủ quần áo đa năng cho bé. Với mẫu tủ quần áo này, ngoài chức năng như một chiếc tủ quần áo thông thường, bé yêu nhà bạn vừa có thêm một bộ bàn học, lại vừa có thêm một giá sách nhỏ xinh nối liền với tủ. Vì là mẫu tủ dành riêng cho trẻ em, nên mẫu tủ quần áo đa năng này có màu sắc rất là bắt mắt và hình dáng đa dạng các bạn nhé. Trên đây là top 10 mẫu tủ quần áo kết hợp bàn làm việc cho phòng nhỏ đẹp nhất mà Blog Nội thất Đẹp đã tổng hợp được. Chúc các bạn sẽ sớm chọn được cho mình mẫu tủ quần áo đa năng, tiện lợi để tiết kiệm tối ưu cho không gian phòng ngủ của gia đình mình nhé. Các bạn thấy video của Blog Nội thất Đẹp như thế nào? Hãy chia sẻ cảm nhận của mình bên dưới video này nhé. Nếu các bạn thấy video này hay và bổ ích thì hãy nhấn theo dõi, like và share ủng hộ Blog Nội thất Đẹp nhé. Các bạn cũng có thể xem thêm những video liên quan. Chỉ cần nhấn chọn video ở phía tay trái hoặc là tay phải. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.